Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Có thể nói rằng trong khoảng thời gian vừa rồi thì cái câu chuyện giá xăng tăng là một cái vấn đề rất là nóng hổi. Bởi vì với cái ngưỡng coi như mình làm tròn là 30.000 một lít thì điều đó đồng nghĩa rằng tất tần tật những cái chi tiêu xung quanh chúng ta hàng ngày nó sẽ chắc chắn là nó sẽ bị lên. Và đối với các con chiên cuồng nước hoa thì điều đó đồng nghĩa rằng anh em sẽ phải cân đo đong đếm hơn. Bởi vì cơm áo gạo tiền nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta muốn sở hữu một cái mùi hương ngon, một cái mùi hương đang rất là hot nhưng mà kinh phí thì không cho phép. Thì đến lúc này cái nước hoa clone nó sẽ là một cái giải pháp tạm thời chúng ta rất là ổn. Bởi vì với một cái mức chi phí bỏ ra ít hơn nhưng chúng ta sẽ vẫn sở hữu được những cái mùi hương ngon, một mùi hương hot, hot hòn hòn trên thị trường. Đó, thì đấy là cái nội dung của video ngày hôm nay. Mình sẽ gợi ý cho anh em 5 hoặc 6 chai nước hoa gọi là clone, những cái sản phẩm mùi hương mà có thể gọi là khá là đình đám trong thế giới mùi hương. Đó, thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em 5 hoặc 6 chai gì đấy để chúng ta có thể tham khảo và biết đâu chúng ta có thể tìm được nếu như mà có thể. Đó, thì đấy là cái nội dung của ngày hôm nay. Và nếu như các bạn có lần đầu xem video được của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. List nước hoa clone cho những cái sản phẩm đang hot trên thị trường. Ok, let's go. Trước khi vào chủ đề chính của video thì mình chia sẻ với các anh em một chút là trong cái list nước hoa clone này thì có những chai mình đã ngửi, đã từng có, hoặc là những chai mình chưa được ngửi. Thì với những cái chai chưa được ngửi thì mình dựa vào cái kiến thức của mình này, cái nốt am hiểu về nốt mùi, về các cái comment, các cái đánh giá của YouTuber. Thì với cái kinh nghiệm mình chuyên đi khai phá những cái chai lạ hoắc lạ hơ thì mình tin rằng kể cả những cái chai mình chưa được ngửi nhưng các anh em yên tâm, uy tín, không vì gì phải sợ cả. Đó, thì đấy là vài lời muốn chia sẻ với các anh em trước. Còn bây giờ anh em mình hãy đến với những cái list nước hoa clone, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các anh em. Chai nước hoa đầu tiên đó là Baccarat Rouge 540 với một cái tông mùi ngọt ngào, bám mùi cũng rất là tốt. Chai nước hoa này thì hoặc là rất là thích hoặc là sẽ rất là ghét. Tuy nhiên thì đấy là một cái câu chuyện khác. Nếu như những ai mà thích mùi hương chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng vào cái thời điểm hiện tại bỏ ra một số tiền không phải là ít để sở hữu một size 70ml cũng là một cái vấn đề gì lăn tăn. Thì gợi ý của mình ở đây đó là chai nước hoa Ariana Grande Cloud. Với cảm nhận của mình nó giống khoảng tầm từ 60 đến 70%, cộng thêm và một cái giá thành thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Thì anh em nào mà đam mê Baccarat Rouge 540, chúng ta có thể tham khảo là Ariana Grande Cloud, một clone của 540. Đó, chai nước hoa đầu tiên. Ngoài ra thì chúng ta có thể tham khảo ví dụ như là Afnan Violet hoặc là Mancera Instant Crush. Hai chai nước hoa đấy cũng có nét tương đồng với Baccarat Rouge 540. Đó, thì đấy là mình gợi ý cho các anh em chai nước hoa đầu tiên. Chai nước hoa thứ hai đó là Replica Jack Club hoặc là Dolce & Gabbana The One Order for Foam. Thực tế thì hai chai nước hoa này thì có cái nét tương đồng lẫn nhau. Thì có những anh em cũng đã có cái comment rằng Jack Club là cái phiên bản nâng cấp của The One về hiệu năng của mùi. Thì nếu như mà anh em nào mà ưa thích cái tông mùi của hai chai nước hoa này, chúng ta có thể tham khảo Lacoste Lôme. Một mùi hương mình nếu mà xịt xong thì mình nghĩ rằng nó giống phải đến 80%. Mùi thì rất là giống, tuy nhiên hiệu năng mùi thì nó cũng rất là, phải dùng từ là cũng không phải là tốt cho lắm. Đấy cũng là một cái điều cũng khá đáng tiếc. Thì nói chung các anh em cũng cân nhắc về mùi hương thì mình thấy rằng nó rất là giống với hoặc là The One hoặc với Jack Club. Còn về hiệu năng của mùi thì nó cũng không phải là quá là xuất sắc. Đó, tầm từ 3 đến 6 tiếng thì chúng ta có thể tham khảo. Nhưng nói chung quy lại, nếu muốn một cái mùi hương giống với Jack Club hoặc là The One và muốn vào một cái số tiền rẻ hơn thì Lone Lacoste là một trong những cái sự lựa chọn cho các anh em. Đó, chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba, mình vào đây mình phải ghi list bởi vì có những chai mình cũng mới tìm được cho các anh em thôi chứ không phải là mình nhớ được hết. Đó, chai nước hoa thứ ba đó là Dior Homme Intense. Bây giờ thì mình biết là rất là nhiều người rất là thèm khát
rất là mong tìm được những cái phiên bản best đời cũ của Dior Homme Intense, bản 2011 hoặc là bản 2015 chẳng hạn. Mình thì cũng quá may mắn là sở hữu những cái bản phiên bản best cũ. Thì nếu như chúng ta muốn tìm một cái tông mùi clone của Dior Homme Intense thì chúng ta có thể tham khảo chai Ambre Chic Xanh Hilaire. Mình sẽ để ảnh ở đây. Thực ra thì chai nước hoa này có thể là khá là xa lạ với các anh em. Tuy nhiên nếu như chúng ta đánh tên vào YouTube thì chúng ta có thể thấy nó được nhắc đến rất là nhiều trong những cái kênh YouTube của các Tây Ban Nha. Những cái kênh lớn ấy, những kênh mà 600-700 nghìn sub, họ rất hay nhắc đến chai nước hoa này. Thì điều đó đồng nghĩa rằng cái chất lượng mùi hương của chai nước hoa này không hề là loại vớ vẩn. Đó. Cộng thêm thì những cái comment trên những cái diễn đàn thì so sánh nó giống như kiểu là một dạng kiểu phiên bản giá rẻ của Dior Homme Intense đó. Thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một trong những cái gọi là cái phép thử cho các anh em nào muốn tìm kiếm những cái phiên bản mùi hương clone của Dior Homme Intense, và biết đâu nó hợp với cơ địa các anh em thì nó sẽ bám mùi được lâu hơn rất là nhiều so với các phiên bản hiện tại. Thì chai nước hoa thứ ba đó là chai Ambre Chic Xanh Hilaire, một phiên bản clone của Dior Homme Intense đó. Chai nước hoa tiếp theo đó là Spice Bomb. Mình rất thích chai nước hoa này. Nếu như để nói một chai nước hoa mà có một cái tông mùi hiện đại, năng lượng, tràn đầy sức sống thì Spice Bomb là một cái mùi hương mình rất là thích. Tuy nhiên thì hiện nay thì cái việc sở hữu chai nước hoa này nó cũng không phải là lúc có lúc không, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng để sở hữu chai nước hoa này. Thì cái gợi ý của mình ở đây đó là một sản phẩm của hãng Cremo. Đây là một hãng của Mỹ nếu như mình không nhầm, và nó có tên là Spice and Black Vanilla. Về sản chai nước này, chai nước hoa này thì mình đã từng gợi ý cho một bạn, bạn đã từng mua thì kết luận là đúng là giống với mùi của Spice Bomb, cho nên các anh em yên tâm. Một cái tông mùi nói chung là một phiên bản rẻ tiền hơn so với Spice Bomb, mùi hương giống và rẻ tiền hơn. Thì nếu như anh em nào yêu thích cái tông mùi của thuốc lá, của tiêu rất là năng động, rất là trẻ trung thì Cremo Spice and Black Vanilla là cái gợi ý của mình nếu như cho ông nào mà fan của quả bom, quả lựu đạn. Đó. Chai nữa đó là CH Man Privé. Chắc là mọi người vẫn còn nhớ hồi năm ngoái mình có làm một cái video của một bạn nữ khách mời, thì cái kết luận của bạn đấy là bạn rất thích chai CH Man Privé. Thì thật ra thời điểm đó cũng có rất là nhiều anh em inbox hỏi mình, và mình cũng đã nói luôn là mình không có chai nước hoa đấy, và bản thân bây giờ chai nước hoa đấy cũng khá là khó mua. Thì mấy hôm rồi thì bởi vì mình làm chủ đề này mà, thì mình mới tìm ra được cái chai nước hoa có cái nét tương đồng gọi là clone của CH Man Privé, và nó có tên là Cremo Bonon and Oak. Tên khá là khó đọc. Bonon and Oak cũng của hãng Cremo. Thì chúng ta có thể vào YouTube thì cũng có ví dụ như là Rerolessen cũng đánh giá, thì đọc thêm những cái comment phản hồi của những cái người view xem video đấy thì họ cũng nói là chai nước hoa này nó có nét tương đồng rất là lớn với CH Man Privé, với cái nốt đó là rượu whisky, tông cay nồng. Nói chung là cùng sử dụng một số nốt giống với chai CH Man Privé đó. Thì nhân đây nếu như mà anh em nào vẫn đang muốn tìm cái chai nước hoa CH Man Privé và một cái mức giá rẻ hơn thì chúng ta có thể tham khảo chai Cremo Bonon and Oak. Đó là chai mình không nhớ bây giờ, đến bây giờ mình không nhớ chai thứ mấy rồi. Ok, và chai tiếp theo đó là Tuscan Leather. Khi mà nhắc đến gia thuộc thì chắc chắn không thể thiếu chai nước hoa Tom Ford Tuscan Leather, một cái mùi hương đỉnh cao của gia thuộc kết hợp cùng với quả mâm xôi, tạo nên một cái mùi hương rất là quý ông một cái gì đấy. Nói chung là nó rất là đẳng cấp. Tuy nhiên thì việc mà bỏ ra một chai nước hoa để sở hữu chai nước hoa đấy thì đối với các ông nào mà ít tiền hoặc là lương thấp là một cái vấn đề rất là nan giải.
thì cái lựa chọn của mình ở đây đó là thật ra thì cái việc một cái chai nước hoa đỉnh cao và có một tá những cái chai nước hoa clone là cái chuyện hết sức bình thường. Thì cái gợi ý của mình ở đây là chai nước hoa Koyopanzilleri. Các anh em thông cảm bởi vì những cái chai nước hoa này là hôm nọ mình nghĩ ra làm chủ đề này cho nên mình mới tìm được thấy cho các anh em thôi. Chứ bình thường thì có bao giờ mình để ý đâu, cho nên là cái tên thì mình cũng chưa được nhớ cho lắm. Koyopanzilleri. Đây chắc chắn là một trong những cái best choice cho clone của Tuscan Leather bên cạnh Rasashi Lajuquam, cái chai quái quỷ thì tên khó đọc lắm nhưng mình sẽ để ảnh ở đây. Chúng ta có thể lên Google, chúng ta có thể lên YouTube thì đã có rất là nhiều những video so sánh hai chai nước hoa phiên bản clone này với Tuscan Leather. Đó, thì anh em nào yêu thích mùi da thuộc, một mùi rất là mạnh, rất là nồng của Tuscan Leather thì, và chúng ta là dân nghèo, dân nói thật, nói thẳng ra ông nào đã không đủ khả năng mua Tuscan Leather thì nói thẳng ra là dân nghèo, thì chúng ta có thể tìm phiên bản clone, một phiên bản clone của nó, đó là tên là Panzilleri, Koyopanzilleri. Mình sẽ để tên ở đây để các anh em có thể tham khảo. Mình nhớ là trên Amazon đâu bán có rẻ lắm, có mấy trăm nghìn nếu mình nhớ không nhầm, nên cái đấy thì các anh em tự tham khảo lấy đó. Và chai nước hoa cuối cùng đó là Mugler Pour Mart, chai rượu rất là nổi tiếng mình đây của nhà Thierry Mugler. Thì thật ra chai nước hoa này, cái phiên bản clone này hiện nay mình đang khá là 50-50 bởi vì mình đã từng có chai nước hoa này nhưng mình đã bye bye em nó. Trên các diễn đàn thì có người thì nói nó giống với chai Pour Havane, một chai cũng khá là nổi tiếng của nhà Mugler. Hai chai này có phải là đình đám của nhà Mugler thì người thì nói nó giống chai này, người thì nói nó giống chai này. Còn mình thì bởi vì cũng khá là lâu rồi, khá là lâu, xong hồi đấy có một bạn cũng hay nói chuyện với mình thì bạn ấy thích, cho nên mình lại đẩy đi. Cho nên bây giờ đối với mình thì thật sự là mình không thể nhớ được chính xác là nó giống chai này hay chai này. Tuy nhiên thì mình sẽ để tên sản phẩm ở đây, đó là Anime For Men. Đây là một mùi hương có thuốc lá, có mật ong. Tuy nhiên thì có như mình đã nói lại, có những ý kiến nói thì nó giống chai này và có những ý kiến thì nói thì nó giống chai này. Thì anh em nào nếu như mà có cái hứng thú muốn phiêu lưu một chút thì biết đâu chúng ta, bởi vì nhiều khi phiêu lưu thì chúng ta mới tìm được những cái tông mùi mà nó không phải theo một cái định hướng trên group nào cả. Đấy là cái mà chúng ta sẽ nhận được. Tất nhiên thì vẫn có tỷ lệ toạch. Tuy nhiên anh em nào mà muốn một chút phiêu lưu thì Anime For Men là một trong mình muốn gợi ý lên cho mọi người. Nếu như chúng ta muốn tìm một cái phiên bản clone của một trong hai chai nước hoa này, nói thật là bây giờ mình không nhớ nữa, quá lâu rồi. Ok, thì đấy là những cái chai nước hoa clone mà mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Thì chúng ta hãy liên hệ thôi, ở đâu order được hàng thì chúng ta hãy liên hệ. Đó, thì một cái giải pháp rẻ tiền hơn và sở hữu những cái mùi hương đình đám trên có mặt, đã có mặt trên thị trường. Ok, thì rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy thích. Còn bây giờ anh em mình hãy chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Bye bye.